Xin chào tất cả anh em đến với kênh Miền Quê TV của mình nha. Mình quay cho anh em coi con rắn này. Còn tối mưa, đầu mùa mưa người ta đi bắt ếch, người ta chặt đầu nó. Đó, đây là con rắn ở mình là kêu hổ sơn nha. Ta chặt đầu nó rồi. Con này thì giờ không thấy con bự nữa, còn cỡ này không? Cỡ này trở xuống. Người ta đi bắt ếch á, người ta chặt đầu nó quăng giữa đường, mình chạy ngang mình thấy giật mình luôn. Đây là ở mình là kiểu hổ sơn cặp nông cặp ni gì đây không biết nữa, trắng đen này là ni nam. Đúng rồi, cặp ni đó, nó chặt nó quăng giữa đường ngay đường mình đi làm này. Đó, mình đang chạy xe đó mình thấy khiếp khiếp hồn luôn. Còn đây khúng nè, dài á. Cái đầu nó bỏ ở đâu không biết nữa. Giờ kiếm cái đầu quăng này chứ đi giờ đạp không biết làm sao nữa. Mùa này mùa tối mới có mưa, đầu mưa mà đi bắt ếch. Mấy em rắn này đêm nó ăn đèn ra ghê lắm. Đi ăn ếch ăn sang đêm mà. Nhìn dài chưa? Dài thòn luôn. Nhìn đã. Này khoảng cỡ mét. Khúc kia nữa, với khúc đầu nó nữa mình. Mét mấy á. Đi bắt ếch rồi thấy nó chặt. Rồi mình quay gì cho anh em coi được rồi. Nó mà đi trang bị cao su nè. Gặp. Anh em đăng ký kênh cho mình đi, rồi sau này mình đi gặp con rắn hay gì đó mình quay cho anh em xem. Cảm ơn tất cả anh em đã xem nha.